Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai các giải pháp giải ngân nguồn vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của chính phủ. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho nhiều lao động có việc làm, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Ghi nhận tại xã Nậm S, huyện Quỳnh Nhai. Được tiếp cận với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị quyết 11 của chính phủ, anh Cà Công Hoan bản Hào đã vay 90 triệu đồng để đầu tư nuôi bò nhốt chuồng và dê. Mô hình chăn nuôi của gia đình anh đang phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Trong quá trình uh, uh, tiếp cận cái nguồn vốn này thì gia đình chúng tôi cũng uh, đầu tư về uh, thứ nhất về uh, chăn nuôi bò, thứ hai nó cũng uh, chăn nuôi dê. Trong uh, quá trình uh, chăn nuôi thì uh, riêng bò thì cũng uh, à đẻ giết nhiều đứa rồi nhưng mà tôi cũng bán bớt đi xong là đầu tư à, mua cái à, giống à, thêm à, về dê nữa. Thì trong à, à quá trình à, nuôi thì tôi cũng à, à, về cái phát triển kinh tế thì cũng à, à nâng à, cái mức đời sống lên. Cũng được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ nghị quyết 11 chị Quang Thị Xuân bản Cà Pống đã vay 140 triệu đồng để đầu tư vào chăn nuôi trâu bò, làm ao cá và trồng cây cam, cây bưởi trên đất dốc. Theo chị Xuân, trong bối cảnh kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid-19, nguồn vốn vay này thực sự có ích đối với gia đình chị cũng như người dân trong xã. Cuộc sống gia đình đang dần ổn định với mức thu nhập khoảng 80 đến 150 triệu đồng một năm. Gia đình đã đầu tư nuôi trâu bò, dê, gia đình cũng đầu tư vào trồng cam bưởi. Qua kết quả cuối năm gia đình đã có thu nhập ổn định từ các mô hình chăn nuôi. Trừ các chi phí thì hàng năm gia đình cũng thu nhập tốt. Ngay sau khi nghị quyết 11 của chính phủ được ban hành, Ủy ban Nhân dân xã giả soát đối tượng nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách. Đến nay số vốn vay theo nghị quyết 11 của chính phủ tại địa bàn xã Nậm S đạt trên 50 tỷ đồng. Trong đó, nguồn giải quyết việc làm hơn 1 tỷ đồng cho 24 hộ vay vốn. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống chỉ còn 8,3% chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức hội xuống các bản ở tổ tiết kiệm vay vốn rồi là họp bình xét cho vay trong đó tập trung vào nguồn vốn vay giải quyết việc làm để đảm bảo đúng đối tượng cho vay. Để nguồn vốn vay tín dụng đạt hiệu quả cao nhất, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với chương trình tránh lợi dụng trục lợi chính sách, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch. phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cùng với các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn cũng đã à, phối hợp giả soát, họp à, bình xét và triển khai thực hiện cho vay. qua đó cũng đã góp phần à, giúp các hộ dân cũng như người vay vốn là ổn định cuộc sống cũng như là góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy à, phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm đang triển khai trên địa bàn xã sẽ phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và xây dựng xã nậm S đạt chuẩn nông thôn mới.